Hello, em lại là em đây. Em Lê Gia Học ở Thuận An Bình Dương, chuyên về các cái hàng âm thanh nội địa Nhật, bãi nguyên zin và nguyên bụi. Xin mến chào tất cả các anh em đam mê về hàng nội địa Nhật trên toàn quốc và những tình yêu nam nữ đang có ở trên kênh YouTuber của em luôn đồng hành ủng hộ cùng với em bấy lâu nay. Thì ngày mới lại đến rồi các bạn ạ. 11 tháng 5 à tháng 1 thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2024, tức là năm mới chúng ta đã về Tây, chúng ta đã qua được 11 ngày làm việc. Thời gian trôi rất nhanh, cứ sáng ra quay video xong đóng hàng, xong chiều test, xong rồi lại quay video lại đóng hàng lại test, cứ thế thôi, trôi rất là nhanh. Thì đi vào kênh bán hàng của em thì như thường lệ thì sẽ có một món quà, và đây là cái bỉnh hiệu phát tài phát lộc để của em, có bao gồm là Lê Gia Học âm thanh nội địa Nhật, số điện thoại là 0345 848 234 và YouTuber là Lê Gia Học, học Lê Gia, và Facebook là Học Tuấn, và số tài khoản là BIDV 6511000 2224926 Lê Gia Học, duy nhất chỉ có một ngân hàng, để các bác liên hệ nhận phần quà cũng giống như là mua hàng nhanh nhất ở trên kênh của em. Thì đi vào kênh của em thì chỉ có món quà để chúng ta giao lưu về vấn đề là đoán số trúng thưởng qua cái tờ vé số mới các bác nha. Thì phần quà là một cái loa Sony trước màn hình điện thoại của em đây. Em được ghim từ ngày 6 tháng 1 năm 2024, tức là hôm nay là ngày thứ năm, em nghỉ một ngày là còn 4 ngày. Thì em vừa dò và vừa chốt xong, thì ngày hôm nay vẫn và ngày hôm qua hơn 200 bình luận của anh em vẫn chưa trúng các bác nha. Về phần ngoại hình thì em đã quay mấy hai ba video trước cho các bác rồi, vuông thành và sát cạnh, và đồng thời là về chất âm thì em đã test cho các bác rồi, các bác về chỉ sẵn ghép âm ly vào là nghe thôi. Nhưng mà em cũng nói với các bác là đừng gắn vào âm ly của karaoke các bác nha, bởi vì karaoke đi công suất khác, bữa nay dòng này của em là dòng nghe nhạc thôi. Thì ngày hôm nay này là em sẽ gợi ý với các bác này, thì ngày hôm qua hơn 200 bình luận á, là có rất nhiều anh em là bình luận sai đi một số đầu, và đồng thời nữa là ba số cuối là sai đi một số đầu, và đồng thời là lộn đi lộn lại. Thì em gợi ý để ngày hôm nay em trao món quà này đi, để ngày mai em lên quà mới cho nó hên. Thì trong cái tờ vé số này là vé số mới, nếu các bác mà có duyên trúng thì em sẽ rùa, và đồng thời nữa là trúng được cái giải nào trong bất kỳ trong cái tờ vé số này thì anh em chúng ta cũng được 50-50, trong đó có phần của em, và đồng thời nữa là một cái đôi loa Sony. Và ba số cuối của đồng vé số này thì ngày hôm nay là có một số 7 các bác nha, có một số 7. Đấy, em gợi ý như vậy thì ngày hôm nay chắc chắn là những anh em đang đeo bám cũng giống như là đang bình luận rất là sát sao, thì lộn đi lộn lại là sẽ trúng các bác nhá, sẽ trúng. Đấy, thì món quà là 0 đồng, các bác chỉ cần việc đoán trúng xong đó rồi sẽ có chân dài gái đẹp đưa đi cho các bác, đấy, đưa đến tận nhà cho các bác. Thì phần quà chỉ có thế thôi, và cái biển hiệu để liên hệ em qua này. Và ngày hôm nay thì đi vào video bán hàng, thì lời đầu tiên em muốn nói với các bác là em xin cảm ơn. Thứ nhất là xin cảm ơn chân thành về ngày hôm qua, là em lên 21 sản phẩm thì bán được tầm 14-15 sản phẩm. Ngoài ra còn những anh em lái thợ đến ghé lấy, cũng đồng thời nữa là ship đi nữa. Cho nên ngày hôm qua thì em cũng khá bận, nhưng mà đó là một công việc yêu thích, cho nên có bận tới đâu thì vì mục tiêu cơm áo gạo tiền và rau dưa qua ngày, cho nên em chân thành cảm ơn tất cả các bác là anh em luôn đồng hành ủng hộ trên kênh của em và mua hàng cũng giống như là đăng ký kênh và tương tác. Thì các bác mới để phù hợp với món quà thì các bác vào cho em xin một nút đăng ký và ấn chuông ở bên màn hình TV điện thoại của các bác, để mỗi khi em lên những video mới là các bác nhận được, và vào những sản phẩm nào mà ok phù hợp với các bác để về nghe hay bày đẹp và ngâm cứu vọc vạch và để xả stress những lúc đi làm về mệt mỏi, thì các bác ghé vào với em Lê Gia Hồng nha. Rất chi là nhanh hết ngày. Thì cảm ơn tất cả mọi người, và chúc tất cả các anh em cùng chị em là các em trên mọi miền Tổ quốc là ngày mới, tuần mới, tháng mới, năm mới luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc các bác nha. Thì đi đến video bán hàng thì mã số 1 ngày hôm nay em lên hai thớt của đèn ông. Hai thớt đèn ông này là của model là M7 các bác nha, bao gồm một thớt âm ly và một thớt CD. Thì về tình trạng thì là thớt âm ly này là đầy đủ như một con âm ly thực thụ, size rất bé các bác nha, size này khoảng 20 thôi, có vô lăng để chỉnh loa bên trái bên phải, nghe thử loa bên trái bên phải, bát chắc và nút là chỉnh trên máy luôn các bác này. Và thớt CD này thì có optical để làm giải mã đằng sau, ba khay CD 123
nhưng mà không chạy các bác nha. KGD này đứt dây của loa rồi, im re luôn. Đây các bác. Về phần ngoại hình. Đây, về phần ngoại hình tổng thể thì đằng sau này có hướng dẫn sử dụng hết các bác nha. Đây là giắc loa, đây là cổng súp, sử dụng điện 100 và con này là của M7 45W các bác nha. Con âm đây là cũng có M7 luôn, có optical và có tín hiệu của dây của line out ra để lấy tín hiệu. Và các line nghe nhạc các bác thích nghe cổng nào thì các bác nghe. Anten của AM và FM. Đây có chỉnh bắt jack ở trên máy. Đấy, đây là phần ngoại hình hai thước rời độc lập. À, hệ này là hệ size chung của đèn ông M7 thì em lên một mã số 1 này hai món thì các bác đang thiếu món nào thì các bác lấy nhá. Đấy, nếu các bác lấy cả bộ này thì em bán 1.3 triệu. Và nếu các bác lấy cái thớt này thì các bác về thay dây gu loa đi rồi nghe CD làm giải mã thì em lấy 400. Hiện tại là CD chưa chạy. Còn các bác lấy cái thớt này thì 900k nha, về có thể kéo được đôi loa nghe nhạc cổ tầm bát 20 lọn về là bình thường. Rồi các bác, mã số 1. Đấy, tổng là 1.3 triệu. Rồi em qua mã số 2. Mã số 2 thì ngày hôm nay em lên 1, 2, 3, 4 đôi loa mini. 4 đôi loa mini này thì đôi này là đôi của Victor các bác nha. Chiều cao của con này là tầm 27-28 dao động. Và chiều ngang là khoảng 16 cm, hậu sâu khoảng 20 cm. Và tình trạng là trước màn hình điện thoại của em đây là e căng bị bỏ quên ở bên Nhật các bác nha. Sử dụng một đôi bát 10 cho chất âm của Victor rất chỉ là ấm và chét giấy các bác nha. Chét giấy. Thân hình màu trắng. Màu trắng. À, màng và gân thì đang còn khá tốt và sử dụng ok. Còn ngoại hình là nguyên zin và nguyên bụi, bụi keo các bác nhá. Các bác về lau sơ qua đi theo ý của mình và hài lòng của mình là ok. Thì các bác nào mà phù hợp thì các bác lấy. Dòng này là của Victor G7 75MDY 35W một chiếc và 70W một cặp loa. Chở khoáng là 4 ohm để các bác tính toán ghép âm ly nhá. Hai loa là vuông thành sát cạnh. Thiếu e căng. Rồi chiều cao và cân nặng như thế thì mã số 2 này 400k các bác này, 400k em bao chip. Đấy, để vậy trưng bày là rất là đẹp các bác này. Đấy, nghe hai bài đẹp. Rồi em qua mã số 2 này. Em sang mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay thì em lên tiếp tục một đôi Victor. Đấy, Victor này e căng mất luôn các bác nha. E căng bị bỏ quên bên Nhật luôn. Và đây là trước màn hình điện thoại. Con này được bọc đề can đầy đủ luôn các bác nha. Cả thân trong thân ngoài lẫn như là đằng sau. Dòng này là chở khoáng là 4 ohm và công suất là 20W, 40W một cặp loa của UX-Q1 các bác nè. Con này nghe âm ly vẫn rất là ok. Đấy, các bác cứ ghép vào âm ly rời á, âm ly nhờ, công suất nó vừa vừa thôi. Dòng âm ly cũ á, nghe chất âm rất là hay. Nó hay nó phụ thuộc vào cả âm ly nữa các bác. Đấy. Thì ngoại hình của em đây, chiều cao của con này khoảng 19, ngang 16 cm và sâu 21 cm. Đấy, trước màn hình điện thoại của em đây mã số 3. Đấy, gần loa bên này hơi móp các bác nha. Hơi móp. Rồi 30k à 300k các bác này. 300k em bao ship tận nơi các bác, không phải mất thêm một cái khoản gì nữa cả. Đấy, thì anh em lấy về nghe nhạc, tuy nhiên nó như vậy thôi nhưng mà nghe chất âm cũng đang còn rất chi là hay và sử dụng bình thường đang còn được rất chi là lâu các bác nha. À, tất cả là zin nguyên bản. Rồi em qua mã số 3. Em sang mã số 4. Mã số 4 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của Panasonic. Trước màn hình điện thoại của em đây, một chiếc e căng thì lành nguyên. Đấy, mà một chiếc e căng thì bị gãy các bác này. Gãy rồi, có thể bỏ đây các bác. Có thể bỏ đây, nói chung cũng không có nhầm nhò gì về vấn đề e căng cả. Nếu anh em chúng ta trưng bày cũng giống như nghe thì không cần. Đấy. Rồi dòng Bana này là con này là của BM57 các bác nhá. Chiều cao của con banana này thì dao động khoảng 26-27, chiều ngang khoảng 16-15 cm và hậu sâu khoảng hơn 20 các bác nhá, 21. Chiếc loa ở bên này của em thì đẹp, chiếc loa bên này thì là hơi mùn các bác nhá, của BM57 chở khoáng 6 ohm, dòng này là 80W một cặp loa, sở hữu loa hai cầu 4 dây loa các bác này, dây loa một nùi đây, có ghim xanh và đỏ, xanh đen đỏ trắng này, đấy, và bên này là bị đứt như thế này rồi. Đấy, đất như thế này rồi. Đấy, không còn. Đấy, và đây là phần ngoại hình. Nguyên zin và nguyên bụi.
À, các bác có thể là về chế cháo, lấy bát, lấy thùng, lấy cái gì thì các bác lấy nè. Đây, mã số 4, 300k em bao ship các bác. 300k em bao ship mọi miền Tổ quốc, không phải mất thêm một cái khoản phí gì nữa. Chỉ 300. À, các bác về làm việc của các bác và nghe. Rồi em qua mã số 4. Em sang bên mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay thì em lên một đôi Victo các bác nè. Trước màn hình của điện thoại của em đây. Cái căng này nó rất chỉ là mỏng manh thôi nha. Đấy, mà nó về nó bảo quản như thế này cũng là khá chứ là ok rồi. Bởi vì những thường thường đường đôi như thế này thì như bản thân em cũng vậy thôi. À, để bán là đi cùng. À, không bị xấu, bị rách thì mình trừ ra. Đấy, nhưng mà về vấn đề là trưng bày á, thì chắc chắn một điều là bản thân em cũng vậy, cũng sẽ không trưng e căng. À, trừ khi chúng ta để những nơi làm việc, ví dụ như nhà xưởng ấy, thì nó bụi hoặc là nó đông người ấy, thì anh em chúng ta phải để. Còn nếu mà đã về nhà mình rồi, ngôi nhà thân yêu của mình rồi thì chắc chắn là không để, nhưng bản thân em cũng không để. Đấy, dòng này là của UXJ11MD, 35W, 70W một cặp loa, chở khoáng là 4 ohm. À, con này cao khoảng 20, chiều cao khoảng 29 các bác nhé. 28-29, chiều ngang khoảng 17cm và hầu sâu khoảng hơn 21cm. Hệ ba quay, sử dụng làm hai con bát, một mic và một trung. À. Rồi mã số 5 các bác. Mã số 5 này 550 em bao ship này. Đấy, 550k em bao ship. Một đôi loa nhìn rất là đáng yêu của hiệu Victo. Em sang bên mã số 6. Mã số 6 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của Panasonic các bác nha. Đầu này Panasonic này là của CH300. CH300 này là của đầu dàn trung các bác nha. À, nhìn đằng trước là như 4 thớt nhưng mà đằng sau là một cục. À, tình trạng của em đã test cái đầu này là CD chạy ok nhưng mà kén các bác nha. Tức là CD Nhật là chạy, CD Việt Nam của em nó sức quá. Em test mấy năm rồi nó sức quá là nó không chạy, nó chạy mấp máp lắm. À, có thể là CD của các bác hoặc là tân trang lại một tí mắt lâu là cái bông là ok. À, AUX nhà nhà qua máy tính laptop các bác nha. À, ok. Và táp vẫn chạy các bác nha. Táp đây này. Táp vẫn chạy. Nhưng mà từ với lại cái này nó đang dơ lắm này. À, nó chạy được một đoạn dài là nó bị rối băng. À, còn các cửa băng là ok ra vào bình thường. Đây, trước màn hình điện thoại của em đây màu đen. Con này cao khoảng là hơn 30 các bác nha. À, 30, 31. Nó hệ là của size trung này các bác ạ. Đấy, dòng này là dòng đương nhiên là chắc chắn là của Japan rồi các bác ạ. Đấy, con này là công suất rất chi là cao, là 60W này. Sử dụng điện 100, sản xuất của Japan này. Đấy, cái này nó hơi tối, bằng nhựa, nó in được bằng nhựa. Cho nên là các bác cứ Zalo cho em, gọi điện vào cái số điện thoại của em ở như cái bảng hiệu. Hoặc là em có ghi vào những phần mô tả bên dưới ấy, thì em sẽ gửi hình qua cho bác, các bác cho nó cụ thể. Rồi, size chung của Panasonic, hệ một cầu bác nha. Đấy, 700k em bao ship này. Tình trạng là chạy CD, kén, AUX, nghe nhà có máy tính laptop và tab PA chạy nhưng mà vẫn bị rối băng các nha. Từ yếu, cơ còn rất là ok. Rồi em qua bên mã số 7. Mã số 7 của ngày hôm nay thì em lên nguyên một bộ của Aiqua. Dòng này là dòng môi chè các bác nha. Môi chè nhưng mà tình trạng là bị mất e căng. Trước màn hình điện thoại của em đây. Con này chỉ chạy AUX thôi các bác nha. Và đây là phần ngoại hình. Đây các bác. Vuông thành mà sát cạnh. Đây là về điện. Điện 100 các bác này. 55W mắt in của China. Có thích hợp thêm cổng súp. À, đi đồng bộ các bác nha. Rồi mã số 7 này. Mã số 7 hôm nay em giao 670k em bao ship các bác này. 670.000. Em lên mã số 8. Mã số 8 ngày hôm qua, hôm nay thì em lên một cái đầu của Victo, đầu lớn của dòng J11 của IMD. Đấy, con này là tình trạng là lên nguồn xong lại tắt các bác nha. Đấy, đầu con này là rất là lớn và cũng là cái mà size lớn. Lên nguồn xong rồi lại tắt. Đấy, để anh em thợ. Các bác nào rành thì lấy, còn không thì để anh em thợ lấy này. Dòng Victo này hay bị bảo mật lắm các bác. Gần như test con nào gần như cũng bị, rất chi là khổ tâm. Nhưng mà làm là phải chịu thôi. Nó có cái nọ cái kia các bác. Miễn sao mà rau dưa qua ngày được là ok rồi. À, sử dụng điện 100 các bác nhá. Con này 70W liền. 70W. Đấy.
anten của IMFM dòng này là có optical. Optical nhưng mà những là dòng này là cần phải mồi đấy các bạn. Đấy, em bán lên nguồn nhưng mà anh này anh không hát này, 300k này các bạn này. 300k em bao chip này. Rồi em sang bên mã số 9 các bạn. Mã số 9 ngày hôm nay thì em lên một bộ của đèn ông. Bộ đèn ông này thì có đôi loa cực kỳ là gấu các bạn nhá. À, đôi loa này của M30 này. Toàn thân là bằng nguyên zin và nguyên bụi và mát lõm, carbon là sần sần xui xui lõm bằng viền bằng cao su là rất là chắc chắn. Chất giòn. Con này là M30 loa và đầu là con này là của MA5 DVD. Đấy thì em xoay về phần ngoại hình này. Phần ngoại hình này con loa này là của M30, sử dụng dòng 6 ohm và 100W một chiếc loa các bác nhá. 200W một cặp lại. Và rắc bắp chuối mạ vàng này. Có cái này là gọi là tụ loa, con này không biết là có phân tần hay không mà hình như là chắc là có này các bác này. Đề can bọc hết toàn thân này, cả hậu sau. 200W một cặp loa. Em nhỏ nhưng mà em không hề thua kém, còn đằng sau cái đầu này á là sử dụng là điện 100 và 70W nha. DVD này có thích hợp thêm những cái cổng vàng vàng này để kết nối về TV này, xem phim này. Optical là hai cổng in và out và các con 40 cổng xanh xanh này để chúng ta gắn những cái con súp center bằng đầu 3.5 phù hợp các bác nha. Phải phù hợp của nó mới được. Đấy, đây là về vấn đề là mã số 9. Mã số 9 thì em lên một bộ như thế này là cái đầu của MA5. Tình trạng là MD chạy ok. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop. FM là full tần số. Có chỉnh bass chép 10, âm 10 và cộng 10 ở trên máy. Đấy, CD là DVD là không chạy các bác nha. Và một đôi loa của M30. Bộ này em giao 2 triệu 3 các bác nè. 2 triệu 3 nếu các bác lấy lẻ cái đôi loa này là 1 triệu 2. Đầu này là 1 triệu 1 các bác nha. Em bao chip. Ê căng đây. Đấy, đôi loa này thì thấp bé nhẹ cân thôi nhưng mà rất chi là ngầu, khoảng 26 các bác ạ. 26 cao 26. Rồi em xem mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay thì em lên tiếp tục một bộ đèn ông các bác này. Bộ này là của đầu là của MX7700DV. Còn đôi loa này là đôi loa của ME33 gì đó, màng carbon gờ sần sần xui xui xịn màu đỏ đỏ, gân cao su. Đây các bác chất rồi. Trước màn hình điện thoại đây thì cái đề can này nó có hơi các bác nha. Qua ngày tháng cho nên là nó hơi không được phẳng phiu. Cái này thì anh em ta có thể là tân trang được. Đấy, rất chỉ là rẻ thôi. Và đây là về phần hậu đường sau. Đây các bác. Loa này là không có đi trùng với đầu của MA3. Con này ấy là trở khoáng là 6 ohm và 50W các bác nhá. À, cũng là gọi là vuông thành sát cạnh, đối với hàng bãi như thế này là ok rồi. 100W một cặp loa các bác. Còn đây là cái đầu. Đầu này thì nó chạy DVD cho nên là nó sử dụng là điện 100 và 70W, công suất 70W các bác nhá. Của model là MX7700DV và có tích hợp thêm cổng súp và đồng thời con này có thêm quả USB đời cũ nữa các bác này. Sử dụng điện 170W. Optical làm giải mã. Rồi mã số 10 các bạn. Mã số 10 thì đôi loa là y căng đây. Đầy đủ, không có vỡ gãy gì cả. Rất chi là đẹp. Đấy, con này là nó không đi đồng bộ các nhá. Đấy, em lên tới đâu thì em bán tới đó. Bởi vì nhà vì chật quá. Thì bộ này là các bác lấy nguyên bộ vẫn phù hợp hết. Đấy, CD, MD là chạy này. AUX chạy này. Bát chép là chỉnh trực tiếp ở trên máy, âm 10 cộng 10, FM full tần số này. Đấy. CD, DVD là không chạy. Các bác lấy loa không thì 800k em bao chip nha. Và lấy cả bộ thì cái đầu này 1 triệu 1 các bác nha. Cực kỳ êm cho một đôi loa các bác. Rồi em sang mã số 11. Mã số 11 hôm nay thì còn lại một con súp. Và trong kho của em này đang còn nhưng mà chưa lấy được các bác. Con súp này là thuộc bây giờ này em tính là nó là thuộc vào dòng 5.1. Nhưng mà bây giờ thì tính là súp hơi đây các bác nhá.
Đây giờ dây loa đây này của US3300 này, chìa khóa là 4 ôm này, min là 50W, mát là 100W các bác nha. Con này sử dụng một con bát 16 hay là 18 gì nằm ở dưới chân đây các bác này, úp đất, gọi người ta gọi anh em gọi là bát úp đất ấy. Trong giới nghe nhạc là gọi là úp đất của đền ông. Con này vuông à, vuông khoảng 20-22, chiều cao khoảng là 26-27 và hậu sâu á, thì là khoảng 24, gần như là vuông các bác này. À, sử dụng súng hơi các bác nha, để các bác về nghiên cứu xem phù hợp cái gì thì gắn cái đó. Rồi mã số 11 này thì 800k các bác, em bao ship. Rồi em sang bên mã số 12. Mã số 12 của ngày hôm nay á, thì em lên một đôi loa. À, cái dòng này em như em đã nói video á, thì em lên rất là nhiều. Đợt này em về rất là nhiều cái dòng cao cấp này. À, ngày hôm qua ông anh ông ghé ông lấy đi một đôi, em bán đi một đôi. Ngày hôm nay lại tiếp tục em lên tiếp này. Đây các bác, màu này là màu mận chín các bác nha, màu mận chín, mặt phay nhôm đen, loa là vuông thành sắc cạnh. Con này là của N7XS này, 70W, dòng 4 ôm các bác nha. Đấy, cái model này là nó là màng lõm sợi carbon thủy tinh hết. Chiều cao con này khoảng 28-29. Ê căng bằng nhung lụa đầy đủ không bị rách. Đấy, màng thì trắng, gân thì bằng vải tẩm dầu xếp. Đây các bác, mã số 12 em đã test ok này. Ê căng đây. Rồi 1,2 triệu các bác, 1,2 triệu em bao ship nha. Những cái dòng như thế này thì anh em chơi nhiều thì không còn lạ gì đối với ông ta nữa. Và giá thành này thì như thế nào thì các bác cứ nghiên cứu, cảm thấy được thì các bác lấy nha. Thực tế thì nó đã rẻ hơn vài trăm ca rồi. Em sang bên mã số 13. Mã số 13 thì ngày hôm nay em lên một bộ các bác này. Lại tiếp tục một cái này nữa. Nhưng mà con này là mặt trắng các bác nha. À, em đang còn trong kho khoảng tầm như thế này á, thì khoảng tầm khoảng 30 bộ nữa. Nguyên dòng cao đây các bác. Con này mặt trắng này, mặt trắng hết. Rồi cái này là nguyên bộ các bác nha, nguyên bộ của N7SX. Tình trạng của em con này là MD chạy ok, CD là không chạy, AUX, USB có USB để nghe nhạc mạng các bác này, MP3. Chất âm thiên về bass, sử dụng một đôi bass mang carbon thủy tinh đúc nhung lụa các bác này. Và đây là về hậu đằng sau. Đôi này rất là đẹp các bạn, đẹp lắm luôn. Đầu này, đầu này là sử dụng điện 100 các bác nha, 55W, có tích hợp optical để làm giải mã và cổng chúc các bạn này. Dây loa và các line nghe nhạc, anten của AM và FM. Màn hình trên này là màn hình LED xanh các bác. À, LED xanh. Volume xanh. Đây, ok. Rồi, y căng đầy đủ các bác. Rồi, các bác lấy loa thì 1,2 triệu các bác nha. Đấy, cả bộ này thì hôm nay em bán 2,2 triệu này. Cái đầu là 1 triệu. Em sang bên mã số 14. Mã số 14 thì hôm nay lên mỗi con đài của Sanyo của Y-U4. Đài hôm qua lên 4-5 con các bác, 5-6 con mà bán được một con cho ông anh ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng. Cũng là con Sanyo luôn. Đây các bác. Đây, con này là của Sanyo Y-U4. Chiều ngang của con này là 52 các bác nha, 55-52 gì đó. Đây, dao động đoạn đó không có thiếu nút nào cả. Tình trạng của em mà đã test là AUX ok này, FM ok các bác nhá. Còn ngoài ra thì anh em về tân trang về phần ngoại hình cũng giống như là nghe hay hết thêm một tí nữa thì các bác vệ sinh các cái nút cái núm cho nó ok. Đấy, chưa tính quay sách, hay sách đầy đủ, quang tiên đầy đủ. Con này coi như là hoàn thiện. À, nó cũ, em của em là hàng bãi nhưng mà nó cũng khá ok, sử dụng đôi loa và hai con táp ở hai bên. Xanh có, màu thì xanh có, đen có, màu hồng có, đỏ có. Đấy, mã số 14
À, 1 triệu em bao trước coi nha. Rồi em sang bên mã số 15. Mã số 15 thì còn hôm nay còn một bộ. Một bộ của 5 con loa đây. Các bác kêu tách thì em tách. Cái này trong kho em thì hiện tại là vẫn đang còn, nhưng mà để em lấy ra được thì em lại lên tiếp. Còn một bộ Yamaha với một bộ đèn ông nữa các bác. Bộ Yamaha của 5.1 này 3 con loa, 2 con loa, 1 con center là thuộc vào dòng của 3.1, 4.1 gì đó. Đây các bác. Đây để em quay rõ một tí này để cho các bác nhìn cho nó kỹ. Đây, đây. Về ngoại hình đây. Đây dòng này nó nhỏ thôi các bác nhá. Đây là một cặp này. Dòng này mình nếu mình tách ra như thế này thì gọi là loa tay các bác nhá. Loa tay chứ không phải là center thì là center rồi, nhưng mà nó nhỏ, dòng của 5.1. Các bác cứ mừng tượng là như vậy. Nó cao khoảng hơn 10 cm thôi. À, rộng khoảng 10 cm. Đấy. Nhưng mà công suất của nó thì khá hấp dẫn. Min là 30W mà mát là 80W các bác nhá. Chứa khoáng là 4 ohm. E căng đầy đủ, nó thuộc vào dòng 5.1. Các bác cứ mừng tượng như vậy là ok. Rồi hai con này thì chúng ta có thể là để treo ở đâu thì để treo được rất là nhiều, bởi vì nghe chất âm nó cũng rất hay. Nó không khác chi là một đôi loa thực thụ đâu các bác. Em có lấy âm ly của em test bình thường rồi. Mấy cái đầu của em test ok. Rồi các bác lấy lẻ thì các bác lấy lẻ để báo em. Còn nếu các bác lấy hết ấy, thì là 1 triệu 5 cục này. Tương đương với lại 200k một cục. 200k một cục. Màng xịn, tất cả đều xịn hết. Rất chi là bền. Có thể là bày thêm vào những cái bộ dàn của mình đang ở nhà. Rồi em sang mã số 16. Mã số 16 ngày hôm nay thì em lên một cái bộ của Ken các bác này. Dòng này là dòng của dàn Trung các bác nhá. À, tổng dàn này thì ngang khoảng 57, cao khoảng 33-31 các bác nhá. À, ngang 57, cao 31. Và đây là phần về vấn đề là ngoại hình này. Sử dụng một đôi bát 16 này, màng carbon viền vải tẩm dầu bóng loáng luôn các bác. Và một đôi chét và một đôi chung. Tình trạng của bộ dàn này là mã số 16 này em đã test là AUX ok các bác nha. À, táp quấn chạy ok, CD là không chạy. À, em bán nguyên zin và nguyên bụi và giá nguyên zin và nguyên bụi. Đây các bác, về phần loa đây. Vung thành sắc cạnh không bể nở. Loa là N951 và đây là đầu. Đầu đây là sử dụng điện 100 và 105W các bác nha. 105W có optical để làm giải mã luôn. Đây là chiếc loa bên này. À, tính chất của dòng này là có thích hợp thêm cổng súp, mà con này rất chỉ là nặng các bác nhá, rất chỉ là gấu. Cho chất âm cực kỳ hấp dẫn và đồng thời nữa là mặt là phây cũng rất chỉ là đẹp. Hệ rất chỉ là hầm hố. Đèn LED cũng giống như equalizer, đánh rất chỉ nhiều đa dạng dòng nhạc. Để các bác nghe cứ chỉnh về equalizer, về cái này vọc vạch nhiều vào là ok. Rồi mã số 16 các bác, 1 triệu 800 ngàn đồng em bao ship này. À, bộ này em bao ship đi toàn quốc phải hết hơn 100k. Chỉ 1 triệu 8 thôi các bác, không cần phải lo thêm cái món gì nữa cả là em sẽ ship cho các bác. Rồi em lên mã số 17. Mã số 17 thì ngày hôm nay em lên một cái bộ đại các bác này. Bộ dàn đại này là dàn đại cục các bác nha. Tức là bác nào mà chưa chơi về dòng dàn đại cũng giống như để trưng bày thì hãy chơi những cái cục như thế này. Thứ nhất là nó dễ ghép những cái phần lọc equalizer và tất cả mọi cái, là nó chỉnh trực tiếp cũng giống như giải mã sẵn ở trên đó rồi. Chiều ngang thì nó không thua kém gì các bác nhá. Chiều cao khoảng là 50 48 49, giao đoạn này là giao động của đoạn đó. Còn chiều ngang thì nó gần 1m, 96 97 98 thì tranh nhau 1 2 phân gì đó, thì bác cần thì em đo. Con này là của Panasonic BM LS CD 350, dạng e căng liền, có chân e căng rất là sâu. Đây các bác, tình trạng em đã test là CD AUX ok nhé. Còn ngoài ra những cái chức năng khác thì các bác về muốn nghe là phải tân trang. Bởi vì hàng của em là hàng nguyên bụi mà em đã nói rất chi nhiều trên video rồi. Các bác hợp thì các bác lấy về để làm việc buôn bán vọc vạch cũng giống như trưng bày. Còn nếu như các bác mà chưa có tay nghề thì những cái nào phù hợp thì các bác lấy về các bác nghe nhé. Giá thành là nguyên bụi. Con này sử dụng điện 100 và con này là 100W các bác nhá. À, Magin là của Japan. Đấy, những dòng này chắc chắn là của Japan rồi. Đấy, các bác có những nhiều anh em rất là thích cái này này. Trưng bày đẹp, giá thành rất là rẻ, hơn dàn không bằng 1/3 của những cái dàn mà dàn rời.
chiều ngang như thế này. Rồi em giao 2,9 triệu các bác này, hai AUX này, 2,9 triệu một bộ dàn đài cục của Panasonic, em bao ship luôn. Rồi em sang mã số 18. Mã số 18 ngày hôm nay thì em lên một bộ sáp này. Bộ này thì qua vận chuyển các bác nhá, là mấy cái này là nứt hết này, bị nứt này. Nứt hơi hơi hở mặt. Rồi loa cũng bị nứt luôn. Đấy thì bị mấy loa giống như thế này. Chiều cao của con này là 50 này. Chiều ngang của con này là tầm khoảng 92 các bác nhá. 92 với 94 nó thuộc vào dàn đài 4 thớt. Bao gồm là một thớt âm ly này, một thớt CD này, một thớt táp này, hai cửa này và một thớt equalizer. Kim equalizer ở bên dưới này, chân cẳng đầy đủ các bác, nhìn thấy chân này đó chỉ là hành tráng. Đây các bác. Về phần loa các bác này. Đấy, em đã cắm lên nguồn ok các bác nhá. Nhưng mà dây nó dài quá và cái này này rất chỉ là nặng. Cáp là đầy đủ này. Nguyên bộ cáp này không là cũng giá trị rồi. Đấy, các bác thợ này, bác thợ ở đâu rồi? Đấy, nguyên bộ cáp không là cũng giá trị rồi. Phù hợp với những bộ dàn nào mà đang trên dưới khoảng 20 triệu mà đủ cáp này, giống cáp như thế này là ok này. Rồi, con này là em bao nguồn này, lên là em thử rồi lên nguồn. Nhưng mà test thì nó không ra được, nó sọt sẹt rồi các bác nhá. Tức là nó vẫn hát nhưng mà nó không có được trong chéo. Bởi vì qua vận chuyển nó va đập nhiều quá. Đấy, các bác cần phải xem lại những cái nút bị lệt, cũng giống như là phên mặt, phên nan về tân trang lại, nói chung là như vậy. Rồi thớt rời cáp các bác này, em giao rất chỉ là rẻ hôm nay luôn, 2,2 triệu luôn. Rồi em qua này, kết thúc mã số 20 19 là một đôi loa của Ken, dạng Ken hầm hố các bác này. Size này thì khoảng là 46 các bạn, 45, hệ ba quay hai má bằng gỗ. Đây các bác, con này thì bỏ vào dàn con âm ly lớn lớn một chút, đánh phá làng luôn. Đây các bác, hai má gỗ này, màu gley đen đấy, LH9 các bác này, nặng lắm luôn, 80W một cặp loa, 160W một cặp loa, dòng chữa khoáng 6 ohm của Malaysia sản xuất các bác này. Chiều cao là khoảng 44, chiều ngang là khoảng 12 chục và hậu sâu là gần 30 các bác nhá, 30 đấy. Sử dụng một đôi bát 18 màng lõm đánh phá làng gấu nặng. Rồi 1,5 triệu các bác, ê căng đầy đủ đấy các bác. Đấy, 1,5 triệu này. Đấy, to nhưng mà rất chỉ là rẻ, nặng nhưng mà gấu nhưng mà rẻ. 1,5 triệu em bao ship này. Em đọc luôn cho các bác luôn, bộ này của thị trường đang bán khoảng 3 triệu. Và đôi loa không thì bán khoảng 1,9 triệu các bác nhá, 2 triệu. Một bộ dàn bán khoảng hơn 3 triệu, tân trang sạch sẽ gần 4 triệu, dao động như thế. Nhưng mà em lẻ cái loa này thì em bán cái loa này 1,5 triệu. Rồi kết thúc video của ngày hôm nay thì hẹn các bác vào ngày mai. Một lần nữa cho em Hào gửi lời chào cũng giống như là lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất đến cho tất cả các anh em.